Sau các đợt thu hồi xe ồ ạt của tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất thế giới của Mỹ General Motors, mới đây đại gia xe hơi Ford cũng đã phát tới 6 lệnh thu hồi ở thị trường Bắc Mỹ với tổng số xe lên tới là hơn 100.600 chiếc xe nhiều lỗi kỹ thuật. Theo thông báo của Ford ngày 8 tháng 7, phần lớn lượng xe bị thu hồi khoảng 92.000 chiếc thuộc các dòng Taurus, Lincoln MTS và Police Interceptor mẫu năm 2013-2014, các dòng xe Life Flex và Lincoln MKT mẫu năm 2013-2014, Edge 2012-2013 và Lincoln MKX 2014. Lỗi kỹ thuật chung là càng xe bên phải được lắp đặt không chuẩn, có thể khiến xe không chuyển động. Hiện chưa có báo cáo nào về các vụ tai nạn xảy ra do các lỗi trên. Những xe thuộc diện thu hồi sẽ được sửa chữa miễn phí. Tháng 5 vừa qua, hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai của Mỹ này cũng đã hai lần phát lệnh thu hồi khoảng 2 triệu chiếc xe do lỗi kỹ thuật, đặc biệt là thông báo ngày 29 tháng 5, thu hồi gần 1,5 triệu xe do lỗi ở bộ phận tay lái có trợ lực điện và thảm trải dưới chân phanh, dễ dẫn tới sự cố làm mất tay lái hoặc chuyển ga.